Cái con mic thì chỉ chào chỉ chào nãy nghe gì đâu. TV đeo mặt của anh biết được có âm thanh mà. Ừ. Thì đấy lấy được âm thanh từ đây đấy. Được không? Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Thì nói giả vả đấy. Anh nói rõ rồi chứ không không. Ý anh đang nói rõ chứ chẳng chứ không không phải một tiếng đâu. Cả đội xông lên. Thế thì xin chào làm cái chó này. Nó có nghe cái gì đâu, có thụt đâu. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Has been defeated. Nó nói cái gì nữa này. Nó rút tồn. Nó chưa đi xa. Thường nó quay thì nghe của nó thì nói là thì tốt. Yeah.
tin lại nó xem thằng này nó kênh kênh của thằng này nó là cái gì. Nó đòi 170m nó mới bán này. Nhắm là 20 khách thì 3-4 khách nhắn tin lại, mấy khách nhắn tin mà bán về. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chỉ có thế giới hòa bình, mọi người mới được an yên. Đẹp trai. Không có ba thằng, mấy thằng đi một đường.